Chào em, nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái việc đó là việc cân bằng phương trình ngôi sao A khử siêu tốc. Ở đây trước khi muốn cân bằng phương trình, có nhiều bạn là cân bằng phương trình ngôi sao A khử mất rất nhiều thời gian, 2 phút, 3 phút, 4 phút đến 5 phút, có nhiều bạn còn không biết cân bằng. Nay thầy sẽ giúp cho chúng ta cái cân bằng về phương trình ngôi sao A khử trở nên nó dễ dàng hơn. Được chưa? Và muốn để trở nên dễ dàng hơn thì như các em biết, khi cân bằng phương trình ngôi sao A khử, điều yêu cầu đầu tiên của chúng ta là phải xác định được số siêu hóa chính xác nhất, nhanh nhất, được chưa, và tốc độ nhất. Vì vậy nên là khi muốn cân bằng phương trình ngôi sao A khử nhanh thì việc đi mà xác định số siêu hóa là việc mà không thể tránh khỏi. Vậy ngày hôm nay đầu tiên thầy sẽ đi hướng dẫn chúng ta cái phương pháp xác định số oxy hóa. Ở đây phương pháp xác định số siêu hóa thì chúng ta cần quan tâm như sau, đó là trong tất cả các cái chất mà chúng ta quan tâm ấy thì nó tồn tại gồm có ba cái thể loại. Thứ nhất là đơn chất, thứ hai là hợp chất, thứ ba là ion. Và chúng ta đi xét đầu tiên, đấy là số oxy hóa. Anh thứ nhất là anh đơn chất. Thế trước hết các em phải hiểu được cái định nghĩa đơn chất là gì. Đơn chất là, đó là một chất, là chất. Đơn chất rất nhiều bạn đã nêu định nghĩa cho thầy đó là một chất. Sai nhé. Đơn chất là chất được tạo bởi từ chỉ một nguyên tố, nhớ chưa? Đơn chất là chất được tạo bởi từ chỉ một nguyên tố, và ta sẽ luôn luôn có số oxy hóa của đơn chất luôn luôn bằng không. Ví dụ này, ví dụ các đơn chất chúng ta thường gặp này, natri, đơn chất được tạo bởi từ chỉ một nguyên tố này, hiđro, đơn chất được tạo bởi từ chỉ một nguyên tố này, oxy tương tự này, O3, được chưa, vân vân. Và theo định nghĩa này thì đơn chất thì số xóa luôn luôn bằng không. Vậy ta sẽ có số xóa của natri không, số xóa của hiđro không, oxy không, và O3 không, ozone không. Dễ chưa? Vậy sau này chúng ta cứ nhìn thấy đơn chất thì chúng ta sẽ có số xóa nó bằng không. Thứ hai, ta sẽ đến hợp chất. Anh hợp chất này, hợp là nhiều, chất là chất rồi. Rõ ràng hợp chất là chất được tạo bởi từ hai nguyên tố trở lên, được chưa? Vậy ta sẽ luôn luôn có này, bước 1 này, số oxy hóa, tổng số oxy hóa của tất cả các nguyên tử ở trong hợp chất, tổng số oxy hóa của các nguyên tử trong hợp chất luôn luôn bằng không. Tổng số oxy hóa của tất cả các nguyên tử trong hợp chất luôn luôn bằng không. Ví dụ thầy sẽ có các hợp chất như H2O, HNO3, H2SO4, vân vân. Thì ta luôn luôn có này, tổng số oxy hóa của H2O bằng không. Được chưa? Tổng số oxy hóa của các nguyên tử trong HNO3 bằng không. Tổng số oxy hóa các nguyên tử trong H2O4 bằng không. Đấy, rất dễ. Có nghĩa là cả cụm số xóa của hiđro nhân 2 cộng số xóa oxy bằng không. Đây là nguyên tắc thứ nhất. Thế nhưng mà trong những cái bài tập của chúng ta thì thường chúng ta phải đi xét số oxy hóa của các nguyên tử, của các nguyên tố, chứ không phải là chỉ đi xét số xóa của cả một phân tử thì rất là khó. Vì vậy ta sẽ có một số cái tiên đề như sau. Tiên đề đó là số oxy hóa của hiđro, chú ý là trong hợp chất, thì luôn luôn bằng dương 1. Số xóa của hiđro trong hợp chất thì luôn luôn bằng dương 1. Chúng ta chú ý một chút, đó là trừ một số trường hợp đặc biệt, đó là trong các hợp chất hiđro, trừ trong hợp chất hiđro. Rất may mắn với các em, đó là trong cái hợp chất hiđro này chúng ta đã được giảm tải. Thầy chỉ nhắc lại đây chúng ta nhớ rồi, hợp chất hiđro là hợp chất của kim loại với hiđro. Thì lúc này số oxy hóa của hiđro không phải là cộng 1 nữa, mà lúc này số xóa của hiđro sẽ là trừ 1, natri sẽ là cộng 1. Tương tự đây là trừ 1 thì đây là dương 2. Nhưng mà chỗ này thì chỉ mở ngoặc ra thôi, còn lại trong tất cả các hợp chất thì đa số tất cả các hợp chất số xóa của hiđro luôn luôn là cộng 1.
Rồi chúng ta sẽ đi vào thầy hướng dẫn chúng ta một số cái ví dụ để chúng ta làm cái việc số xóa này cho nó đơn giản, dễ dàng hơn nhé. Các bạn nên nhớ rằng là khi mà tất cả các bạn mà đang học thầy thì nên nhớ cách làm của thầy. Bước 1 là có cái ví dụ này, xác định số siêu hóa này của N2O này, NaNO3 này, KMNO4 này, C2H4 này, K2CH2O7 này và NH4+. Thì các bạn nên thử dựa vào những cái kiến thức vừa nãy thầy giảng, chúng ta thử tự xác định theo cái cách hiểu của chúng ta, được chưa? Sau đó lát nữa có thể các em có thể dừng bài giảng này một chút, sau đó các em xác định xong đã nhá, sau đó các em bật lại để xem thầy chữa như thế nào, thầy làm nào. Bởi vì như các em biết là tên của thầy là minh myelin rồi, đúng chưa? Myelin có nghĩa là một cái hợp chất, chất này là chất béo bao quanh sợi neuron thần kinh, và cái chất này nó chỉ được hình thành khi chúng ta sai, và cái chất này có rất nhiều trong các thiên tài. Vì vậy nên là đấy, thầy đặt cái tên của thầy là minh myelin có nghĩa rằng là thầy sẽ giúp các em sai. Một cách giáo dục mới nhé, một cái cách giáo dục hoàn toàn mới từ thầy, đó là thầy cho phép các em sai. Các em cứ sai thoải mái, cứ sai đi, thầy cho phép mà, đã thầy ở đây rồi thì các em không phải sợ. Các em cứ nói là cái cách hiểu của mình, cứ nói là cái ý nghĩ của mình, và sau đó so sánh với cách hiểu của thầy để thầy chỉnh lại cho chúng ta cái đường hướng đi thôi, được chưa? Và như vậy thì các em sẽ học cực kỳ tốt, học cực kỳ giỏi, được chưa? Thầy, các bạn nghe thầy thì làm nhá. Vậy đấy, bây giờ thầy đã giảng cho các em hiểu cái tên minh myelin nghĩa là gì rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái bài tập của chúng ta. Trong hợp chất oxy luôn luôn là -2, là tính nhẩm nhá. -2 chia 2 bằng -1, đối của -1 bằng -1, rất nhanh thôi. Tiếp tục này, natri là kim loại nhóm 1A, vì vậy anh này sẽ là +1. Oxy -2, -2 nhân 3 bằng -6, -6 +1 bằng -5, vậy đối nó sẽ là -5. Kali -1, oxy -2, -2 nhân 4 bằng -8, -8 +4 bằng -7, vậy đây sẽ bằng -7. Sorry nhá, -2 thầy tính nhanh quá đấy, -2 nhân 4 bằng -8, -8 +1 bằng -7, đối của -7 bằng -7. Tương tự canxi -2, oxy -2, -2 nhân 4 bằng -8, -8 +2 bằng -6, đối của -6 bằng -6. Oxy -2, kali -1, -2 nhân 7 bằng -14, -14 +1 nhân 2 bằng -12, -12 chia 2 bằng -6, đối của -6 bằng -6. Sang nitơ. Hiro luôn +1, +1 nhân 4 bằng +4, +4 +1 số bằng +1, vì vậy số này phải là -3. Và qua đây, cái cách xác định số xóa này, thầy sẽ cho chúng ta một số cái chú ý nhỏ nhỏ. Chú ý là nitơ trong gốc NO3 trừ, nitơ trong gốc NO3 trừ luôn luôn có số oxy hóa là -5. Nhớ nha, cứ nhìn thấy gốc NO3 trừ ta sẽ nhìn thấy nitơ -5 luôn. Tiếp tục là lưu huỳnh trong gốc SO42 trừ luôn luôn có số oxy hóa là -6. Đấy, hai cái anh này chúng ta gặp nhiều nhất, đúng chưa? Tương tự như vậy chúng ta còn có những anh khác, ví dụ như là nitơ trong NH4+ sẽ luôn luôn có số oxy hóa là -3. Đây, đây là một số cái chú ý để mà chúng ta vào việc trong cái làm cân bằng phương trình oxy hóa khử chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi bước vào cái chỗ phương trình oxy hóa khử sau khi chúng ta đã xác định được số xóa thật là chuẩn rồi. Nhưng mà khi mà thầy dạy xong nhé, các em muốn giỏi hơn nữa này, các em nhìn thấy tất cả mọi hợp chất, các em luôn luôn hãy tính nhanh cho thầy cái số xóa ở trong đầu của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là như các em đã biết thì trong hợp chất thì hiđro luôn -1, oxy luôn -2, vì vậy nên thầy sẽ tránh không xác định hiđro và oxy nữa. Được chưa? Chúng ta cứ mặc định nó là như vậy đi, được chưa? Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là phần cân bằng phương trình oxy hóa khử, với kiểu đầu tiên là kiểu số 1.